À, cái sầu riêng này các bạn thấy nó bị húi rồi nè, có ha. Sầu riêng nhặt thì các bạn thấy nó rất là dơ chứ nó không có sạch sẽ giống y mình mua ngoài chợ. Còn y cuốn nè ha, cuốn rất là tươi luôn nè, chín rồi nè. Trái này nó bị cái con nhiên á, con nhiên giống con sóc không ạ, nó ăn một học và nó rớt xuống nó bị hư. Và vậy thì mình lụm về thì ăn được cái ngăn này, còn ngăn này nó bị hư rồi. Ok, một cái. Hi, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mời các bạn cùng mình đi đột nhập vườn sầu riêng chôm chôm, vườn trái cây khủng luôn nè. Mời các bạn cùng mình đi lụm sầu riêng nhé. Ok, chúng ta cùng lép vô nè. Rồi, riêng cái đậu kìa. Biết luôn vậy. Cái này là dân không có chuyên nghiệp, không có biết đi lụm sầu riêng. Phía sau lưng mình trên thấy trên cây là trái rất là nhiều cái sầu riêng ha. Và các bạn khi mà các bạn mua ở ngoài chợ về á thì người ta hái, người ta leo lên người ta hái những cái già đó, về thì có ngâm thuốc hay không cái đó mình không nói đến nha. Còn ở mình á là sầu riêng vườn nên khi nào mà gió hoặc là nó chín nó rụng á thì mình mới nhặt về thôi. Và khi mà nhặt về á thì chúng ta ăn liền hoặc là chúng ta để qua bữa sau ăn thôi, chứ còn để lâu quá 2-3 ngày thì có thể nó bị, nó bị, nó chín nhiều quá nó bị ơi ăn mà ăn nó không có ngon. Con lấy cây cho mẹ nha. Đây có một cái sầu riêng đây, sầu riêng này là sầu riêng cũng chín nhiều luôn các bạn, nhưng mà khi vào vườn mình cẩn thận nha, bị cái đậu nó rơi gió qua là có thể nó bị lỡ bất cay nha bạn. Ở đây các bạn thấy này, ô cái sầu riêng này bị hư rồi. Ơi cái sầu riêng này các bạn thấy nó bị húi rồi nè, có ha. Sầu riêng nhặt thì các bạn thấy nó rất là dơ chứ nó không có sạch sẽ giống như mình mua ngoài chợ. Còn y cuốn nè ha, cuốn rất là tươi luôn nè, chín rồi nè. Trái này đó, nó bị cái con nhiên giống con sóc, nó ăn một học và nó rớt xuống nó bị hư. Và vậy thì mình lụm về thì ăn được cái ngăn này, còn ngăn này nó bị hư rồi. Ok, một cái. Rồi đấy, coi thử còn không nha. Văng cái hộp luôn. Nhưng mà mình phải cẩn thận mấy trái trên đầu nha. Còn không? Chưa, trời luôn. Mẹ. Nhé ra từ từ, sầu riêng á. Không biết rồi. Đi lụm sầu riêng các bạn phải để ý nha. Nhưng mà không chuyên nghiệp là nhìn trái này không biết đâu nha, các bạn thấy nè, lá luống nó che đi ra hết nè. Thôi thôi, sầu riêng nó ngộ lắm, nó rụng nó nằm trong hốc trong hẻm không à. Lụm mình phải hỏi các bạn thấy lá luống lụm ra nè, cuốn còn tươi luôn mới rụng nè ha. Rất là ngon, trái này muối nhỏ ngon nè. Và cũng bị hư rồi. Hư này thì giờ chỉ ăn được cái ngăn này thôi, lép rồi thành ngon. Thấy lá luống luôn nè. Mũ hả chị? Cột nhiều không? Đó. Đây là sáng giờ. Con mũ chích. Ôi, còn còn thế nào? Để tính sầu riêng rụng nhiều, mẹ nói không có rụng gì quá trời mà. Gì? Sầu riêng rụng quá trời. Nó đâu đó rồi kiếm gì đó. Có lằn tới dưới này luôn á đó. Cành trái trên cao bóng rồi xanh đó. Đây là chôm chôm. Dạ, đây quay đây. Để ba lụm hết thì dạ. Đây còn trái nữa nè. Đó. Kho lụm coi. Thả không? Gai lắm. Đứng đó đi.
đứng đây nè. À, thì cho ông gà. Tao. Cái vàng hết rồi. Đứng yên đó, đừng đi. Sợ lúc nào mình đi đi hái chuột riêng là đực, mình cũng phải đứng như vậy. Đó, nó rất cùng u đầu con ơi, chỉ vậy. Riêng năm nay hư không? Hư. Ăn thôi chứ bán mua gì được. Không được rồi. Các bạn, đây là một cái sầu riêng rất là khổng lồ. Không ấy. Đó. Ê. Bên kia lăn kìa. Nó rớt hay ghê vô. Nó rớt ngay cái đụng. Nó ngay cái đụng, chạy lại lụm liền. Quá ngon. Hấp dẫn. Cái này là món gì ta? Nhiều quá giờ làm gì? Chợ sầu riêng nhỏ này quá. Ăn đi. Ăn con cọc. Đây là cây măng cục nha các bạn nha. Đây, cái trái măng cục đây chính rồi nè. Hấp dẫn không? Ba, đưa cho con ăn miếng cây. Kiến cây luôn nè. Kiến, kiến. Đây. Cái măng cục. Rồi, chờ xíu. Hấp dẫn không? Quá ngon. Trắng ươm luôn. Chừng dính mũ. Mũ đâu? Trước. Trước. Ok, mình kết thúc video ở đây. Clip này giới thiệu các bạn cái hình ảnh này đi lượm sầu riêng thôi, cũng khá là thú vị. Và giới thiệu sơ vườn trái cây của nhà mình. Quay lại cái phần chiến lợi phẩm đây. Chiến lợi phẩm của mình. Trong khoảng 15 phút vừa rồi, chiến lợi phẩm. Dịch ra chụp dùng cái hình thumbnail không? Rồi, giới thiệu với các bạn coi. Chiến lợi phẩm. Mình lấy cái mặt coi, không có cái mặt con. Nhìn mặt đây. Rồi, ok.